giờ là 17 giờ 4 phút. Hồi nãy mình quay không được, bây giờ mình đảo lại mình quay lại. Lúc này là ở chỗ cái đường này là đường đi xuống dòng cống nè, cái phà dòng cống cũ đó. Đó, còn phút này là đi lên Long Xuyên. Bây giờ mình bắt đầu mình đi lên Long Xuyên. Phà ở dưới người ta lên đông. Quay mà giữa chừng nó bị hết, mình bấm vô cái nút nào đó bắt đầu nó dừng lại, mình quay được có 1 phút à. Này tới công ty bê tông tươi Delta An Giang, còn lúc này là ủy ban phường Mỹ Thạnh. Đi cũng hơi chậm chậm á, mình quay bên đây đường nè, cái danh trại quân đội á nằm ở bên bên tay trái đường á, mọi người dòm đi, mình thấy hiện tượng lạ, bởi vì mình cũng quay thử, mình đi khoảng chắc chừng cây số chắc chừng 7-8 thước nữa tới rồi. Trực diện là gì, chỗ này khu quân sự, mình chỉ quay giống như là người đi đường mình đi ngang thôi, chứ mình quay trực diện vô là sợ nó không cho, nó ra nó bất công, nó mấy ông đứng gác mấy ông cầm súng AK nữa, nó ghê lắm. Chỗ này chỗ ô tô Phú Khang. Xưa cảng Mỹ Thới, bây giờ đổi tên thành cảng An Giang. Đó, chỗ này quán cà phê cảng Mỹ Thới nè. Xưa hồi trước dịch á, ta còn bán, tới dịch xong là nghỉ tới giờ đó, không ai bán nữa. Chỗ này kho vật tư An Giang. Còn như đây là trường chính trị Tôn Đức Thắng nè. Mình đi nó hơi rung nha mọi người, thông cảm nha, tại vì cái máy mình không có chống rung. Rồi để mình tắt coi mình có quay được gì không. Nói chỗ này dừng lại đó. Mùi quăng mê chan vậy nè. Công ty gì lớn lớn nè. Công ty cung cấp máy chế biến gạo và phụ tùng. Ở đường này là đi lên Long Xuyên nè, đi lên Long Xuyên chắc khoảng chừng 5 cây nữa quá. Rồi mình dừng đây nha. Dừng để mình coi lại coi mình có quay được không. Cảm ơn mọi người nha. Mình quay lại cái hình của mình nữa chứ. Bữa nay mình đi chợ, mình chở theo mấy em Bin với em ăn Lucky nè. Chở theo cho nó hai đứa nó chơi với chợ khu công nghiệp Dòng Cống á. Bây giờ trên đường về mình quay, mình giờ chút mình lên chơi nghe chợ cái sao, mình ghé mua một số đồ trên đó nữa. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn bà con chiến hữu, đồng bào, quý vị, các đồng chí và các bạn. Mình quay mà như cái tay mình che rồi. Cảm ơn mọi người nha, thông cảm nha mọi người, máy nó hơi bị rung.